giọt nè ha. Thử pH của nó đó không? Rồi. Rồi. 1 2 Em xin cái nước nhà mình đang sử dụng luôn. Rồi, rồi. À, chỉ có màu ha. Màu xanh hả? Rồi. Ừ. Đây là nước của nhà mình. Màu xanh. Cũng nhiễu vô 2 giọt ha. Mỗi cái cùng một chai nước, thế cùng chai thuốc thử. Em đều nhiễu 2 giọt vô hết. Rồi rồi. Này xanh đậm hơn hả? Ừ. Thật có xanh hay là tím ta? Để em ấy hết rồi là em đó. Này 2 giọt. Chai này chai thử pH của em hả? Dạ đúng. Cái này là của Hàn Quốc chứ không phải là của em. Đấy hả? Chị coi đi. Này chữ Hàn Quốc mà hả? Và tiếng Anh luôn mà. Thử từng ánh nó lên cấp độ 1, 2, 3, 4 là hả? 4 cấp độ hả? Để lên về cho em dễ thôi. Rồi, đưa bà đưa cho bà xuống nè. Mỗi bạn đều hay tím nè, tím đậm luôn. Đó, cái nó mới là đung kìm á. Thử qua đây nhiều màu thì cái chất giặt nước ra màu nhiều. Không thấy chưa? Như thế không nè, cũng là một cái loại dung dịch thôi, đúng không? Không có thử gì khác mà cũng là hai giọt giống nhau. Ủa sao nhiều màu thế vậy? Màu tím ra hả? Ừ. Kêu màu tím ra hả? Có nhiều màu vậy? Ủa sao? Để giải thích cho mình. Mình mượn cái này để đây cho gì? Năm màu luôn, tím đậm tím lợt luôn mới ghê chứ. Trời ơi hả? Màu đất đi con. Ừ. Đang chị dễ nhìn chứ vậy đó. Thấy không? Đây. Máy lọc nước. Cái này nè. Của mình á là nó khoảng nước trung tính, là cái độ pH của nó khoảng bằng 7. Ừ. Cái này cấp độ 1 của mình nè là nó khoảng tầm 7.5 mà. Cấp độ 2 của mình nè. Cái đó là kìm. Nó khoảng tầm 8.5. Cái cấp độ á. Dạ, cái cấp độ 3 của mình nè, nó khoảng là 9.5. Cái cấp độ 4 của mình nè, thấy nó khác được không ạ? Ừ. Là nó khoảng 10.5 đến 11 chấm. Bởi vậy mình thấy là từ trung tính nè, đó nó mới là lên kìm. Mình cũng dùng một nguồn nước giống nhau. Ừ. Đó, rồi nè, hai cái chén này nãy nè. Cái nước của nhà mình này là calo, vậy thì thấy nó đậm không? Nãy giờ là chị thấy rõ hình đậm nè, đúng không ạ? Còn nè, cái chén này đó nãy giờ để không ai tác động gì đâu vô nữa đó, mà một chén nó rất là đậm đó, một chén đây ăn vào bắt đầu nó quyện vào gan vào phổi nó dính vào đấy. Bởi vậy tại sao mình cần phải thay đổi là như vậy đó, thấy chưa đó, tại vì bây giờ hiện tại chị không có nước giếng ở đây, nếu mà ở xung quanh đây còn ai có nước giếng thì chị xin về đây em thử cho chị coi luôn đó. Cái màu của nước giếng nó sẽ ra như thế nào nữa kìa, đậm hơn ha. Dạ à, đúng rồi nha ông Thắng đó, ra cái này nè, rồi còn nước giếng đúng không ạ? Có rồi, ok. Giếng nó sẽ không có cái calo trong máy, nhưng mà nó thử cái độ pH này nè, em chắc chắn với chị luôn là nó từ vàng đến màu gọi là màu cam nè. Em để nguyên cái vàng này cho chị xem ha. Đây, rồi hồi đó rồi em giải thích cho chị. Ủa nhưng mà cái thằng nào tốt nhất quay cái dạ, kìm mà rồi rồi hả, thằng okay. Nào tốt hiện tại là mình sử dụng, để em giải thích cho chị trên máy này nè. Ê, không, em giải thích biết lấy chút nào, để nó đi, để nó đi hay màu xanh, để nó đi em giải thích cho chị nè.